xin chào các bạn nha hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng thuốc diệt côn trùng và nhập khẩu của mỹ nhập nguyên chai nha và cái sản phẩm này thì đã được kiểm chứng chất lượng qua nhiều năm về cái mùi của nó thì nó cũng sẽ nhẹ hơn nha cái mùi nhẹ hơn so với những cái sản phẩm khác trên thị trường và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau xem thử là cái dòng sản phẩm này là gì và cách sử dụng như thế nào các bạn nhé xin mời các bạn À, trước mắt các bạn đây là hai dòng sản phẩm đang được, được sử dụng rất là phổ biến hiện nay à, một cái dòng sản phẩm đã có thương hiệu thương hiệu và đã sử dụng rất là lâu năm rồi à, dòng sản phẩm này thì trước đây thì à, nó ghi thông tin là nhập khẩu từ hóc cây của anh à, tuy nhiên qua cái đợt à, cập nhật cái nhãn mới này nhãn màu vàng nha màu vàng trước đây màu xanh các bạn nha rồi thì à, qua cái đợt cập nhật này thì cái dòng chữ đó không còn nữa do vậy mà mình cũng không thể À, nói được là cái dòng này sản xuất ở Anh hay là nhập khẩu ở Anh về đóng tại Việt Nam nha à, Cái thương hiệu này thì nó rất nổi tiếng rồi Ở chai này thì đóng ở Đồng Nai Và cái hợp chất chủ yếu của nó là Pert Marine 50 c 50% Đây các bạn à, có thể xem qua cái dòng này nha Và nhớ là cái dòng này hiện nay đang có những sản phẩm giả Do vậy mà các bạn lưu ý nha Mình đã có cái video à, chia sẻ cho các bạn Cái cách phân biệt hàng thật hàng giả nha à, Lật đi chai lên nha Và xem nè chữ nè đây là cái logo của hãng nha và cái dòng chữ MAP nè MAP Pacific nè các bạn nhìn đây nha MAP Pacific có dòng chữ dưới đây để phân biệt được hàng thật hàng giả và cái dòng này chỉ có chai nhựa không có chai nhôm các bạn nha à, các bạn lưu ý cho mình cái điều đó rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái sản phẩm chính của ngày hôm nay đó là một cái dòng sản phẩm nhập từ bỉ à, có tên gọi là Icon 2.5c thì cái dòng sản phẩm này thì mình sẽ cho các bạn xem cần cảnh đây là cái hoạt chất của nó nè là lambda nha, lambda salolrin 2.5 cái hoạt chất này nó khác so với cái dòng vẹt mê này các bạn nha và cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ nhập khẩu từ bỉ nha nhập khẩu từ bỉ và của hãng là Sigenta và trên cái nhãn chai này các bạn nó đóng cái chữ này cái à, do vậy mà nó sẽ rất khó làm giả nha rất khó làm giả được cái dòng chữ này đóng nổi lên lên trên cái cái chai luôn à, dưới cái chai thì không có gì đặc biệt à, chúng ta quan tâm đến dòng chữ này nha Sigenta rồi các bạn xem cái hoạt chất và một số cái thông tin trên cái chai thuốc này thành phần là lambda c uh, halorin nha hai hai năm rồi à, đây là một sản phẩm của vương quốc bỉ các bạn thấy nè vương quốc bỉ nha sản phẩm của vương quốc bỉ này à, công dụng là diệt mũi và phòng trừ kiến gián cũng như là những cái loại côn trùng nói chung côn trùng thì nó sẽ tác động và nó sẽ diệt được nha Để, đây, là những thông tin nè thông tin thông tin sản phẩm thì các bạn thể xem ở đây nha ở nhãn này thì ở dưới này nó có màu xanh rồi được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ qua cái cách sử dụng nè. Vì đây là một cái sản phẩm nhập khẩu do vậy mà nó có song ngữ các bạn thấy không? vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt để cho chúng ta thể hiểu được. Về phần hướng dẫn sử dụng đây thì cái cách phun bề mặt nè, phun về mặt, cái này sử dụng để phun màu mặt nha. Thì nó có thể tồn lưu đến 6 tháng. Các bạn thấy nha, tồn lưu 6 tháng nha. Rồi, cái liều lượng thì chúng ta sẽ pha chúng pha cái chúng ta xem cách dùng nè, cách dùng nè chúng ta sẽ pha từ 20 đến 30 ml này trong một lít nước và chúng ta sẽ phun ở cái liều là 20 đến 30 mg trên một mét vuông thì cái liều lượng này thì chúng ta cũng không 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 nên để ý nhiều, nhiều nha nó nói rất khó hiểu à, cách pha nè cách pha nhớ nha 20 đến 30 ml trong một lít nước và thường thì một lít nước khi mà chúng ta pha ra đó thì chúng ta có thể phun được từ khoảng từ 25 cho đến 30 đến 40 mét vuông tùy vào cái bề mặt nha những bề mặt Ví dụ như bề mặt này chẳng hạn bề mặt này thì nó sẽ không thấm nước cho vậy mà các bạn sẽ không thể phun được nhiều lên đây phun một lớp sơ là được rồi Tuy nhiên có những bề mặt gỗ gỗ mà nó thấm đó thì nó sẽ phun được cái, cái nó sẽ tốn cái liều lượng thuốc hơn các bạn nha đây à, ngoài ra thì ở đây thì nó có một số những cái thông tin khác thì chúng ta cũng không quan tâm nhiều nha không quan tâm nhiều đó chúng ta chỉ cần biết là cách pha và cách phun và xem cái sản phẩm này có hoạt chất là gì và của uh, nước nào uh, sản xuất các bạn nhé thì cái dòng y công này thì cái mùi nó nhẹ hơn uh, rất nhiều so với cái dòng map Pet marine này do vậy mà nó sẽ thích hợp cho các bạn khi mà chúng ta cần phun trong nhà hoặc là chúng ta phun cho uh, khách sạn hôm tây quán ăn vân vân thì chúng ta có thể phun cái dòng này thì cái mùi nó sẽ đỡ hơn và nha đỡ đỡ hôi hơn uh, hoặc là chúng ta có thể kết hợp hai cái dòng này để uh, phun uh, cho khách sạn hoặc quán ăn vân vân thì vì là khi mà chúng ta phun một dòng mà không trong một thời gian dài thì có thể dẫn đến hiện tượng kháng thuốc thì thỉnh thoảng thì bên mình cũng sẽ kết hợp phối hợp với nhau để mà phun thì cái dòng sản phẩm này thì chất lượng không cần phải lo lắng nữa vì vì cái thương hiệu của nó đã được khẳng định trên thị trường rất nhiều năm nay rồi thì các bạn muốn mua sản phẩm này thì liên hệ với di côn trùng nòi lạc theo số điện thoại là 0916 à 063032 hoặc các bạn thể vào website là dịcungdung.com để xem thông tin về những sản phẩm này các bạn nhé. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu uh, còn những cái câu hỏi liên quan đến những cái dòng sản phẩm về dị cung trùng thì các bạn thể để lại comment dưới video và mình sẽ trả lời cho các bạn. À, hãy kết bạn Zalo theo số điện thoại là 0916 063032 để được uh, nhận được hình ảnh và báo giá cho cái thời điểm mà các bạn hỏi nha. À, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ sau. À, xin chào các bạn.